านนี่เขาก็ต้องยึดมาใส่อีโดในเซ็นเตอร์ลมใต้ของนางสามสวดขวนอ้าวจอยเยื้อเหรอเนี่ยได้สารสุดรายอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเนาะก็ไอ้โหลนายเนี่ยซังเลยล่ะมักวาวไอ้เดาเยื้อไอ้ไหนกันเนี่ยน้อยดูกันเนี่ยไอ้ล่ะกัดเกมันหวายเดี๋ยวเจเยื้อกันเนี่ยเอ้ยกัดไอ้ไหนเดี๋ยวเจเดี๋ยวขอขอบีใช้นังกันเนี่ยphải cắt như thế này. Cái này là tí nữa là móc trên đầu dưới nhá nha. là vì cắt như thế làm sao mà mãi.Cọ nhiều cả bằng giường này, chỗ này do vai nhỏ thôi. Làm dẹp ha. Cái này đầu này. Làm dẹp cái gì? Cái này này đấy. Ông sẹ mà. Lần vợ em băng mà sẹ mà lại bù gồm. Gì bò hồng. Bò hồng gồm gì hả? Em mà khó. Bò hồng gồm gì hả? Bên mặt đây phê cái kia. Người ta làm dẹp quá.Đó, sản xuất đồ áo cho dứa mà cũng cãi nhau ôm xòm xòm hết cả nhà ơi. Người thì kêu là cắt ngang, người thì kêu là cắt dọc. Che buổi sáng với buổi chiều luôn. Cái này là che về phía buổi chiều thôi mà, buổi sáng đâu có đâu mà.Cái tầm 2-3 giờ đó là mặt trời đứng chứ đâu có nghiêng đâu mà. Với lại không, bà kêu là nếu mà quả mà hơi hướng về bên này là che về bên này. Tại vì lúc mà nó chín là quả nó ngã xuống luôn. Bà kêu vậy. Bọn con che, bà toàn kêu là xem cây hướng nào thì che hướng đấy. Tại vì quả nó lúc mà nó chín là nó gục xuống luôn mà. Có quả nó nằm xuống dưới đất luônđây cả nhà cắt luôn cả cái quần rách áo rách, nói chung là cái đồ mình không mặc nữa thì cắt hết để che dưới cả nhà. Chuẩn bị đi làm cả nhà ơi. Chuẩn bị đi che dứa. Xe đi làm này cả nhà ơi. Nhìn xịn không cả nhà? Xe này là xe chuyên dùng đi làm đó cả nhà. Đây nữa này cả nhà. Siêu xe để đi làm. Đi làm cả nhà ơi. Xe này yếu lắm, không leo dốc được nổi cả nhà.
ba người một xe hai xe trước kia đi rồi. Mọi người tới nơi rồi, đuối quá cả nhà ơi, mình đuối quá, theo không kịp. Leo lên trên đồi cao nhá cả nhà. Đuối quá. Đây, tới rãi dứa rồi cả nhà. Mày chết băng cây anh đâu? Dứa này là dứa sạch luôn nha cả nhà. Không kích thuốc, không gì luôn. Đó cả nhà thấy không? Trái nó không có được to như dưa người ta kích thuốc. Dưa người ta kích thuốc trái to lắm rồi nha. Tại vì ở nhà cũng hay ăn nữa đấy cả nhà, nên là thành ra không có kích thuốc. Được một quả dứa chín này cả nhà ơi. Đó. Dứa này ngọt lắm cả nhà ơi. Đó. Che như thế này cả nhà. Che phía mà trời lạnh đấy cả nhà. Có nghĩa là nắng buổi sáng thì không có sợ. Chỉ che về phía nắng buổi chiều thôi cả nhà. Nắng buổi chiều là nắng nóng, nắng dễ cháy hơn là buổi sáng nắng nhẹ. Đó.
Thank you.